Xin chào các bạn. Trong video trước, chúng ta đã học và thực hành ký hiệu tay phải. Tay phải chúng ta quy ước là hàng đơn vị. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm hàng chục. Tại sao mà hai bàn tay có thể đếm và có ký hiệu lên 99? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu hàng chục nhé. Ví dụ như là hàng đơn vị của chúng ta tay phải, ngón này có giá trị bằng 5, thì tay trái tương ứng ngón này chúng ta sẽ có giá trị bằng 50. 5 bên này và số 0, chỗ này là số 0, gọi là 50, đúng không nào? Tương ứng đây sẽ là 1 với cả 0, bên này 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. Đó, chúng ta có tay trái là hàng chục, tay phải là hàng đơn vị. Và bản thân là khi các con rèn luyện cái việc ký hiệu ngón tay này thì các con đã hình thành được cái tư duy về số từ 0 cho đến 99, tư duy về hàng chục, hàng đơn vị. À, hàng chục thì sẽ nằm ở bên trái, hàng đơn vị sẽ nằm ở bên phải. Từ đó khi mà các con học thực tế vào trường ấy, thì các con sẽ rất là dễ dàng khi mà học đến cái số lớn hơn 10. Đó, chúng ta hãy cùng nhau vào phần luyện tập ở trên ứng dụng và chúng ta thực hành luôn nhé. Ở trong phần luyện tập ở đây thì phần ký hiệu bàn tay chúng ta sẽ có là cộng trừ đi. Ở cộng trừ ở đây thì nó sẽ không có phần cộng trừ riêng của tay trái. Và chúng ta hãy cùng nhau tự quy ước với nhau đi. Tự quy ước là gì? À, tưởng tượng trong đầu thêm số 0 để chúng ta có thể rèn luyện riêng cho con tay trái. Bố mẹ hãy thử nhé. Bây giờ chúng ta hãy thử 3 phép tính trước với 6 giây. 3 phép tính với 6 giây chúng ta lưu lại. À, bình thường cái này nó sẽ là hàng đơn vị. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng là thêm số 0. Được không nào? Chúng ta tưởng tượng là thêm số 0 và chúng ta đọc cho con là hàng chục luôn. Ví dụ ấn lên thử. 8 thì chúng ta là 8 bên này, 80. Cộng 10, đó, trừ 6. Đó, chúng ta bằng. Bên này là 3, bên này 0 thì sẽ gọi là 30. Đó, đấy là cách đi như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể nhập bằng 3 sẽ chính xác hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành dài hơn một chút. Chúng ta sẽ làm 5 câu, được không nào? Và chúng ta sẽ thực hành ôi ba hàng để chúng ta bắt đầu cho nó dễ. Rồi bắt đầu nhá. Các bạn hãy nhớ chúng ta quy ước tất cả chuyển sang hàng chục, chúng ta làm sang tay trái hết. Chuẩn bị bắt đầu. 6 này, 60 này, trừ 10 này, cộng 20 này, đó bằng ở đây bằng 70. Nhưng mà chúng ta nhập bằng 7 thì nó sẽ ra đáp án chính xác, đúng không nào? 70. Rồi chúng ta, rồi 80 này, trừ 30 này, cộng 20 này, bằng, rồi chúng ta bằng 70, chúng ta nhập số 7 thôi. Đó, tiếp này, nắm tay lại, 30 này, trừ 20 này, cộng 20 này, bằng, à, bằng 30, chúng ta sẽ nhập vào là 3. Chúng ta nắm tay lại, 70 này, cộng 20 này, trừ 50 này, bằng, ở đây là gì ạ? Bằng 40, chúng ta nhập là 4. Và câu cuối cùng, 20 này, cộng 50 này, trừ 70 này, bằng, à, bằng 0, chúng ta nhập bằng 0. Đó. Và chúng ta hãy nhớ rằng nguyên tắc của chúng ta là gì ạ? Rèn luyện giúp cho con tăng khả năng tập trung. Ví dụ như bài này chúng ta đã làm gì? 6 giây, 3 phép tính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai phương án. Một là bố mẹ hãy gì ạ? Giữ nguyên 6 giây và tăng số hàng lên. Phương án 2, nếu mà con cho lựa chọn nhé. Phương án 2 là giữ nguyên số hàng và chúng ta giảm số giây. 6 giây giảm xuống 5 giây thôi. Từng bước một chúng ta sẽ làm thử. Đó, chúng ta lưu lại. Và sau đấy chúng ta cho làm thử trước. Ấn vào try. Đấy, 50 cộng 40 trừ 80 bằng, ở đây sẽ bằng 10, chúng ta sẽ nhập vào 1. Nếu như mà con làm ok thì cho con làm tiếp. Còn nếu con không làm ok
hãy thử câu 2, hãy thử câu 3. Nếu như mà trong 3 câu liên tiếp mà không làm được, chúng ta quay lại gì ạ? Chúng ta quay lại tốc độ 6 giây. Quay lại tốc độ 6 giây cho con. Như thế này, 3 hàng và 6 giây. Đó, và kiên trì, làm sai thì làm lại. Như vậy sẽ rèn luyện khả năng tập trung cho con. Ở video thứ hai này, chúng ta đã rèn luyện và học cái tay trái rồi. Xin chúc bạn thành công cùng với phương pháp để giúp con khả năng tăng khả năng tập trung.